đây là phía bên ngoài. Mới 5:30 thành thử cũng chưa có nhiều khách vào xem. Trong những thú vui khi đi coi đánh bóng chày, đánh baseball này là vừa ăn vừa coi. Hôm nay người ta dự đoán chỉ có khoảng 20.000 người vào xem, trong khi sân này thì có thể chứa được 47.000. Cô bé này đứng khoanh tay sao giống Việt Nam quá, chắc là người Việt Nam. Are you Vietnamese? No. Đây không phải Việt Nam mà đứng quanh tay rất dễ thương. Phía bên kia bạn đang thấy đó là thành phố Seattle. Bên ngoài là cảng Seattle. Thôi, quay đến đây thôi. Thấy cô bé không có khách hàng mua. Hahahaha.